Oh!
không? Thua con bây giờ.
chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay chú 64 tuổi. Chú à, chú là cổ động viên đội nào ạ? Cổ động viên đội Yên Phú. Hôm nay chú thấy hai đội trong đội đánh nhau ngang tàn đấy, có cái anh em lịch sử ấy. Vâng. Tức là đội Yên Phú nó có truyền thống chứ, tức là chuyển hai chuyển ba bằng chuyển nêu cao nêu thấp và bắn dài và nêu ngắn, người ta lao được, người ta mới lao nêu ngắn.